Nghệ sĩ Giang Còi ra đi ở tuổi 59 sau một năm điều trị ung thư. Tối ngày 4 tháng 8, trang fanpage của nghệ sĩ Giang Còi thông báo nam nghệ sĩ đã qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư, hưởng dương 59 tuổi. Thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng đau buồn và xót thương, rất nhiều bình luận chia buồn đã được gửi đến gia đình ở ngay dưới bài đăng. Trước đó vào tháng 1, nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mắc bệnh ung thư hạ họng di căn giai đoạn 3. Lúc nam nghệ sĩ phát hiện ra, căn bệnh quái ác này đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể. Khoảng thời gian phải điều trị ung thư di căn giai đoạn 3, nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan đáng nể. Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội, cố nghệ sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh cùng thời với Triều Xuân, Bùi Thạc Chuyên. Nghệ sĩ Giang Còi được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp, Vân Dung. Cố nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con. Nhiều năm qua, ông sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa và phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sự ra đi của nghệ sĩ Giang Còi là một mất mát lớn với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.